gì kêu thoải mái à, hôm nay tôi bao. Chú Út nhà ta hôm nay được nè, bắn 2 tháng mà thấy vậy là ok. Anh Út trả tiền. Ngày hôm nay mấy đứa tìm được anh là vui rồi. Cho nên không những anh đãi nước mấy đứa uống trong cái chầu này, mà tối nay anh sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình cho mấy đứa luôn. Hơn một đời người là chi kỷ, sống pha bên nhau không hư dài, không hư dài để cùng nhau. Nào mấy đứa đợi anh lâu không? Cũng không lâu lắm thôi. Mình nước đâu luôn. Bây giờ vậy đi, anh trong kia có một cái view đẹp, quang cảnh cũng thoáng mát, để bây giờ anh mời mấy đứa vô trong kia ngồi được không? Đi. Bao năm qua ta đã có nhau, tình anh em mãi không nhạt phai. Dù cho bao khó khăn, tình anh em mãi luôn bền vững. Nhiều khi cố chấp khiến anh buồn, nhiều khi nóng tính khiến anh hờn. Nhưng người anh em ơi, sao đó ta lại cười vui. Em ơi, tình ta không sinh ra cùng tháng cùng năm, không cùng cha cùng mẹ với nhau. Nhưng tình anh em ta như chung một dòng máu. Dù cho mãi sao có thế nào, dù cho mãi sao ai sáng giàu, nhưng kề vai với nhau như anh em một nhà. Khó khăn mình phải có nhau, đừng hơn thua và đừng dù mai sau đừng đợi đợi thấy, vẫn mong mình luôn nhớ nhau. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chia sẻ những khi buồn